Rồi này là em đang cắt kiểu gì đây? Dạ, men bull. Men bull thì cái phần ở phía trước này khi mà là cái phần dài nhất, là cái phần ở mái nè, kéo về sau thì nó đâu có đủ độ dài. Em cắt này là bị hột rồi, bị hột rất là nhiều. Trước khi mình cắt một miếng, muốn biết độ dài nó bao nhiêu thì mình cứ lấy cái phần tóc ở trước và trước cùng lắm, rồi kéo về phía sau, kéo về cái phía mà cái điểm mà mình muốn buộc đó, rồi cho nó dư ra thêm 10 phân nữa thì mình mới đủ để cột. Còn như thế này là mình chỉ mới là cái phần ngọn nó vừa tới cái điểm cột là hết rồi, không đủ tóc để cột. Rồi phía sau này cũng vậy luôn, cái phần ở phía sau này cũng vậy. Phía sau như thế này thì cột cũng được rồi nè, như này cột cũng được rồi, nhưng mà ở phía trước thì lại thiếu lưu ý này lại. Trước một trước khi cắt là lấy độ dài từ lần trước kéo về sau trước nha. Bạn này cắt nè, bạn này giữ độ dài ở phía máy, kéo về sau đủ để cột. Lấy độ dài như thế này nó mới đủ để cột và cắt nó mới chuẩn. Đó là cách của bạn này đang cắt là đúng rồi. Đến cao nhất Sài Gòn.